quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn hai con giáp may mắn nhất trong tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm 2022 nhâm dần. Và đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Như vậy là chúng ta đã dần đi đến những ngày cuối cùng của năm 2022 nhâm dần, khi đồng hồ điểm đúng 0 giờ, 0 phút, 0 giây, ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch, thì những con giáp này sẽ bất ngờ nhận được lộc trời ban. Vào ngày này, công việc tình cảm và tài chính của các bạn đều hết sức thăng hoa. Đối với những người đi làm hưởng lương, có khả năng cao sẽ được cấp trên cất nhắc, nâng đỡ lên một vị trí mới. Còn với những bạn buôn bán, kinh doanh, tự do thì ngày hôm nay sẽ đắt hàng như tôm tươi. Vì thế tiền bạc cứ xếp hàng mà nhảy vào túi. Về phương diện tình cảm, người có năng độc thân nếu ra đường đi chơi lễ thì sẽ có cơ hội bắt được người yêu như ý, hạnh phúc cứ thế đong đầy. Tóm lại, những con giáp này sẽ được tận hưởng cuộc sống sung túc, thảnh thơi với nguồn tài chính không nhỏ, tiền đầy túi, tình đầy tim. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Con giáp may mắn đầu tiên trong tháng 12 âm lịch là những người tuổi Tý. Như chúng ta đã biết, tháng 12 âm lịch năm 2022 là tháng Quý Sửu. Chúng ta xét về quan hệ thiên can và địa chi, Quý gặp Tý là lộc thần, Sửu gặp Tý là thiên y. Hơn nữa, Tý và Sửu lại được cục diện nhị hợp. Vậy nên những người tuổi Tý là con giáp may mắn đầu tiên trong tháng 12 âm lịch. Trong tháng này không những gặp được nhiều lộc lá, mà sức khỏe cũng như tình duyên của người tuổi Tý cũng hết sức tốt đẹp. Chúng ta hãy cùng xét xem họ may mắn như thế nào. Xem tử vi tháng 12 năm 2022 của tuổi Tý âm lịch, việc có nhiều cát tinh hậu thuẫn mang tới cho người tuổi Tý vận trình tháng chạp khá là thuận lợi. Thời điểm cận kề Tết Nguyên đán có nhiều việc cần phải chuẩn bị và giải quyết, nhưng cũng nhờ đó con giáp này cho thấy khả năng tổ chức và sắp xếp vấn đề tài tình của mình. Được cả lục hợp và sao Thái Dương che chở, công việc gần như là không xảy ra vấn đề nào đáng lo ngại. Phong độ của tuổi Tý đang ở đỉnh cao, không có gì lạ khi bạn có bước tiến vượt bậc. Thoát khỏi vòng kìm kẹp của tiểu nhân, lại luôn có quý nhân yêu ái và đồng hành, bản mệnh thăng tiến như diều gặp gió. Bạn có quyền tự hào về những gì mình làm được. Chẳng những sự nghiệp, tài chính của tuổi Tý trong tháng cuối năm nhâm dần này cũng được dự báo là sáng vô cùng. Dù bạn đã phải tiêu tốn kha khá tiền để sắm sửa đồ dùng cho Tết, nhưng bạn cũng không cần phải lo lắng, bởi thời điểm này các khoản tiền thưởng, tiền lãi đổ về nhiều, túi tiền luôn rủng rỉnh. Về phương diện tình cảm, tin vui báo về cho thấy tình cảm hai người sẽ tăng nhiệt nhanh chóng. Có lẽ là do không khí tươi vui của những ngày cận Tết ảnh hưởng nên là hai bạn càng xích lại gần nhau hơn và cùng nhau lên kế hoạch đón Tết ấm cúng. Người độc thân tập trung tinh lực vào việc phát triển sự nghiệp, có thể bỏ lỡ một vài mối nhân duyên tốt đẹp do thiên diêu mang tới. Phương diện sức khỏe ở mức trung bình, dù không có nguy cơ bệnh tật nào đáng ngại, nhưng bạn vẫn nên chăm chỉ luyện tập bằng những bài tập dù là đơn giản. Nếu bạn có thể duy trì được thói quen tốt này, thì tình hình sức khỏe cũng sẽ được cải thiện sớm. Như vậy là những người tuổi Tý là con giáp may mắn đầu tiên trong 12 con giáp. Để được may mắn hơn nữa trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Phương diện sự nghiệp của người tuổi Tý được dự báo có bước chuyển biến tích cực khá rõ. Hàng loạt cát tinh xuất hiện trong tháng, hỗ trợ bạn có thể tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong tháng cuối cùng của năm nhâm dần này. Cụ thể là vận trình tháng chạp của người tuổi Tý được lục hợp quý nhân tương trợ. Bạn đang đi đúng đường để sớm ngày chạm tay vào mục tiêu của bản thân. Vào tháng này, nếu bản mệnh kiên trì hơn, sẽ thấy thành quả, biết thể hiện năng lực sẽ được lãnh đạo trọng dụng. Sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Thêm có Thái Dương soi chiếu, đây là thời điểm tốt để người tuổi này nắm bắt cơ hội, củng cố vị trí đã có và phát triển sự nghiệp. Đặc biệt là với nam mệnh đang muốn cầu công danh, chức tước, lại càng không nên bỏ lỡ thời cơ này. Đây cũng là tháng cận kề Tết Nguyên đán nên bạn sẽ có nhiều việc cần phải chuẩn bị và xử lý. Tuy nhiên cũng nhờ đó, khả năng linh hoạt, năng lực tổ chức và sắp xếp vấn đề, không thể thiếu kỹ năng quản lý thời gian hợp lý của tuổi Tý, được phô diễn,
giúp bạn kiểm soát tình hình rất ổn thỏa. Đồng nghiệp xung quanh cũng luôn tận tình hỗ trợ, giúp bản mệnh đạt được hiệu suất làm việc cao. Cũng bởi thường ngày bạn rất chú trọng xây dựng mối quan hệ thân thiết với mọi người, nên khi cần thì sẽ được người khác giúp đỡ tận tình. Phong độ của người tuổi Tý đang ở đỉnh cao, không có gì lạ khi bạn sẽ có bước tiến vượt bậc. Thoát khỏi vòng kìm kẹp của tiểu nhân, lại có quý nhân yêu ái và đồng hành, bản mệnh thăng tiến như diều gặp gió. Bạn có quyền tự hào về những gì mình đã làm được. Con giáp may mắn tiếp theo trong tháng 12 âm lịch không ai khác chính là những người tuổi Tỵ. Tháng 12 âm lịch là tháng Quý Sửu, xét về quan hệ thiên can địa chi chúng ta có. Quý gặp Tỵ là thiên ất, Sửu gặp Tỵ được tam hợp, vừa được thiên ất quý nhân che chở, vừa được quan hệ tam hợp quý nhân. Vậy nên đây là thời điểm báo hiệu những vận may liên tiếp ập đến với những người tuổi Tỵ. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Được tam hợp và nhiều cát tinh hậu thuẫn, mọi việc của tuổi Tỵ trong tháng chạp này đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Thần may mắn đang đứng về phía bạn, nên con giáp này nhìn thấy được nhiều cơ hội phát triển cho bản thân. Xem tử vi tháng 12 năm 2022 tuổi Tỵ âm lịch, được tam hợp và nhiều cát tinh hậu thuẫn, mọi việc của tuổi Tỵ trong tháng chạp đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Thần may mắn đang đứng về phía bạn, nên con giáp này nhìn thấy được nhiều cơ hội phát triển cho bản thân, thậm chí còn vạch rõ định hướng trong năm mới. Sự nghiệp của người tuổi này không những sẽ có bước tiến rõ ràng mà còn có cơ hội gặp quý nhân, được dìu dắt và chỉ đường dẫn lối, nên có ưu thế nổi trội. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập dịp cuối năm, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực, không để ảnh hưởng tới chất lượng của công việc. Tuổi Tỵ trong tháng này có mức thưởng cao, các nguồn thu nhập cũng được cải thiện. Người làm kinh doanh đón lộc về nhờ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm tăng mạnh. Nhìn chung là bạn không có gì phải lo lắng về tài chính, cứ chăm chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình thì thu nhập sẽ rất rủng rỉnh. Đường tình duyên của tuổi Tỵ cũng thuận lợi hơn, đào hoa khởi sắc rực rỡ, bán hợp làm tăng sức hút, tạo ra nhiều mối nhân duyên bất ngờ, sẽ rất có lợi cho người độc thân. Đôi lứa vợ chồng cũng hàn gắn rạn nứt nhanh chóng, gìn giữ hòa khí gia đình. Các thành viên sum vầy chuẩn bị đón Tết. Đối với phương diện sức khỏe, con giáp này cần chú ý chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, tránh để bệnh cũ tái phát. Tháng này có hung tinh bạch hổ, án ngữ, dự báo những hung hiểm, tai nạn mà bạn có thể gặp phải. Do đó, tuổi Tỵ cũng nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích khác. Tuổi Tỵ vừa được tam hợp thái tuế che chở, lại thêm nguyệt lệnh lâm thai hỗ trợ, như hổ mọc thêm cánh, sự nghiệp có bước tiến vượt bậc cũng là điều dễ hiểu. Vận trình công việc trong cả tháng được đánh giá là đầu xuôi đuôi lọt, thần may mắn đang đứng về phía bạn, nên con giáp này nhìn thấy được nhiều cơ hội phát triển cho bản thân, thậm chí còn vạch rõ định hướng trong năm mới. Các kế hoạch cũ mới đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Ngay từ những ngày đầu tháng chạp, bản mệnh đã có thể được trao khá nhiều trọng trách, và đây cũng là cơ hội để phát huy thế mạnh và chứng tỏ sự nhạy bén của mình. Bất cứ cơ hội nào đến cũng khó lòng mà thoát khỏi được bàn tay của con giáp này. Thêm vào đó, tuổi Tỵ còn có quý nhân giúp sức nên được dìu dắt và chỉ đường dẫn lối, có ưu thế nổi trội. Dù vậy, bạn cũng nên nhận sự giúp đỡ đó một cách kín đáo, giữ thái độ khiêm tốn và không ngừng thể hiện mình có năng lực nên xứng đáng được như vậy, có thể mới tránh được những thị phi không đáng có. Bên cạnh đó, cát khí cũng tạo điều kiện để tuổi Tỵ chăm chút cho các mối quan hệ xã giao, tìm kiếm thêm những sự hậu thuẫn đa dạng khác. Sự khéo léo cộng với tinh thần đồng lòng, đồng sức trong văn phòng càng khiến con đường tiến thân của bạn càng rộng mở. Bạn nhận ra rằng mình càng chủ động và linh hoạt bao nhiêu thì cơ hội đạt được thành công lại càng dễ đến bấy nhiêu. Điều này sẽ mang đến cho bạn thêm rất nhiều động lực, và những thành công đạt được ngay từ bước đi đầu là tín hiệu tốt dành cho mấy bạn đang đi đúng đường, đúng hướng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cùng quý vị hai con giáp may mắn nhất trong tháng 12 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé!
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!